Rồi chở nó đi đi. Không, mình chở này nó không có sợ, nó ngồi bình thường à. Nó mới rung nè. Không để. Rồi đi đi, con chở nó đi vòng vòng chơi đi. Sao quay vòng vòng không vậy? Đi, đi thẳng tới đó rồi quay lại. Đi đi đi. Mày quay clip lại luôn. Chở cháu đi du lịch ha. Rồi, đi đi. Trời ơi, có là nó đập cái mặt. Nhẹ nhẹ thôi. Ở định ra ngoài con đi chùm vòng trong đây thôi. Ngoài. Ngoài xe không à. Thích à. Con nhìn đằng trước chứ sao con nhìn nó không vậy. Hai đứa hửi nha.